khi bạn ngủ dậy thấy các dấu hiệu này trên giường hãy cảnh giác với căn bệnh ung thư một dấu hiệu cảnh báo ung thư có thể được phát hiện khi nhìn vào ga trải giường và gối của bạn khi thức dậy vào buổi sáng ung thư đôi khi có thể phát triển một cách thầm lặng tuy nhiên căn bệnh này cũng có thể có những dấu hiệu nhất định cảnh báo sớm các tế bào bất thường đang phát triển trong cơ thể với hơn 200 loại ung thư khác nhau, việc nắm bắt hết những dấu hiệu ung thư có thể khiến bạn nặng lòng. Nhưng điều rõ ràng là khi nói đến ung thư, chúng ta càng phát hiện sớm thì càng tốt. Phát hiện ung thư ở giai đoạn đầu khiến việc điều trị dễ dàng hơn rất nhiều. Các dấu hiệu ung thư có thể là các dấu hiệu tổng thể, ví dụ như giảm cân và mệt mỏi, hoặc chúng có thể ảnh hưởng đến các bộ phận cụ thể của cơ thể như làn da. Các dấu hiệu cảnh báo phổ biến khác bao gồm khối u chảy máu không rõ nguyên nhân hoặc đầy hơi kéo dài. Và một trong những dấu hiệu cảnh báo ung thư khác là đổ mồ hôi ban đêm. Các chuyên gia khuyên bạn nên kiểm tra ra trải giường vào buổi sáng để xem liệu bạn có đổ mồ hôi quá nhiều trong khi ngủ hay không. Nếu đúng như vậy, ga trải giường và gối của bạn có bị ngắm nước và ướt sủng. Nhiễm trùng là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra đổ mồ hôi ở những người mắc bệnh ung thư. Nhiễm trùng có thể gây ra sốt và cơ thể bạn sẽ đổ mồ hôi để cố gắng giảm nhiệt độ ung thư có thể biểu hiện bằng nhiều triệu chứng khác nhau điều quan trọng cần lưu ý là những gì là bình thường đối với bạn và những gì là bất thường hãy nói chuyện với bác sĩ nếu bạn lo lắng về bất kỳ thay đổi nào đối với sức khỏe của mình đủ mồ hôi không chắc chắn có nghĩa là bạn bị ung thư nhưng nếu điều đó không bình thường đối với bạn điều quan trọng là bạn phải nói chuyện với bác sĩ dịch vụ y tế quốc gia anh cho biết nếu bạn thường xuyên thức dậy với ga trải giường ướt sũng bạn nên nhờ bác sĩ đa khoa kiểm tra việc đổ mồ hôi vào ban đêm là điều bình thường nếu phòng hoặc ga trải giường khiến bạn quá nóng nhưng nếu bạn đổ mồ hôi nhiều đến mức quần áo ngủ và ga trải giường của bạn ướt sũng mặc dù nơi bạn ngủ rất mát mẻ thì bạn nên đến gặp bác sĩ để kiểm tra sức khỏe của mình